đau buồn mà chia xa. Đẹp trai không đã hay cũng loại nhà. Thật buồn khi bốn năm trước tay con cầm cúc ý a, giờ về quê bắt gà. Bảng A nay có hai chú xác định là đi qua. Uruguay quá siêu chín điểm nha. Còn đội kia cũng hay đã ba trận được hai ý à, là đội Nga đây. Bảng B hai cái tên dắt tay nhau vào sâu hơn là Bồ Tây với năm điểm bằng nhau. Giờ chờ Ronaldo đã như nào trận sau ý à, liệu anh ghi mấy bàn. Bảng C đã xong, Pháp Nhật thì vào bên trong. Đội vào theo thứ hai Đan Mạch đây. Bảng D Croatia đã không đua được đâu nha. Đội toàn thắng dẫn đầu. Lại anh Akhen cũng lách được vào gió hên. Trận sau mong Messi đã thật hay. Đội Brazil bảng E đứng ngôi đâu mà vui. Thụy Sĩ đứng thứ nhì. Nhất ép luôn đứng sau là Mexico. Bảng G anh cũng vô với bị cơ. Bảng H hai cái tên đó chính là Nhật Colombia. Vòng sau chơi knockout